chị hai. Ờ, vô đi em. Trời, trời ơi, dữ lắm rồi nha, lâu quá trời mới lại thăm chị á. Lâu gì, chị á, bệnh lên bệnh xuống, em đem đồ qua cho chị ăn nè, tẩm bổ nha. Trời đất ơi, đã qua thăm là được rồi, còn mua chi tốn kém nữa vậy. Tốn kém cái gì, chị bệnh thì ăn vô cho nó khỏe, ngồi buồn miệng đây, đi đây. Cảm ơn em. Rồi, ủa, mà chị bệnh gì vậy? Trời, lại nghe anh hai nói nữa chứ chị. Ổng lúc nào cũng làm quá lên trơn á. Chị bệnh lặt vặt rồi vậy thôi, chứ có gì đâu mà nói bệnh dữ vậy. Lặt vặt gì lặt vặt? Anh rể nói rồi. Thiệt luôn á, lúc nào chị cũng nói chị già chứ có tuổi. Em nhìn chị giống như là gái đôi mươi. Thiệt, chị mà ra ngoài đường một cái ha là cha nó xếp hàng từ đầu ngõ tới cuối ngõ luôn. Thôi đi ông ơi, ông biết nói giỡn quá. Chị mà bây giờ ra đường á toàn là thấy em út nè, thấy cháu không à, đâu thấy anh nào nữa đâu. Dám đâu, anh đứng sau lưng chị sao chị thấy được, thấy không? Mà thôi bỏ cái vụ sắc đẹp qua một bên đi, giờ tới vụ sức khỏe nè. Mà chị bệnh gì mà bị cả tuần nằm cả tuần vậy? Tại vì thời tiết thay đổi cho nên chị mới nóng sốt. Mà không biết sao dạo này á, mỗi lần mà chị sốt một cái á, là bệnh nằm hoài. Mà nó mệt mỏi trong người lắm. Mệt mỏi hả? Ừ. Vậy chị phải, tại vì chị ít vận động đó. Vận động cái gì mà vận động, đâu có thời gian đâu. Nguyên một ngày chị đi làm rồi chiều tối về là phải lo cơm nước rồi giặt giũ quần áo, lo cho chồng lo cho con, tới tối mệt rồi thời gian nữa ở đâu rồi đi tập thể dục mà vận động. Chị cứ làm gì hoài à? Mấy đứa cháu đó, mấy đứa con cái của chị lớn hết rồi, kêu nó làm đi. Nó làm được kêu qua nhà em dạy cho về làm. Trời ơi, để chị có thời gian nghỉ ngơi nữa mình. Nói chung là nhìn bề ngoài của chị còn trẻ lắm. Nhưng mà em biết là chị lớn tuổi rồi. Đúng không? Thì ghét. Cũng có sức khỏe, cũng này nọ, mình phải tập lại cho sức khỏe mình có lên. Chị biết rồi, chị thì mấy cái bệnh lặt vặt thôi mà không hiểu sao dạo này á, xương khớp của chị á, đau nhất nè. Rồi trời lạnh chút á, là cái khớp xương của chị nó cũng nhức nữa. Xương cứ kêu răng rắc vậy á. Không rồi, thôi, cái này là không được rồi. Cái này chị phải đi khám bệnh. Thôi 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 thôi, tự nhiên đi khám gì cho tốn tiền, có gì đâu đi khám. Chị lúc nào cũng tốn này tốn nọ á. Giờ không bao giờ nha, có phát hiện ra bệnh không đi khám bệnh, đợi lâu ngày dài tháng á, cái nằm xuống một cái rồi tiền đâu ra, không tiền còn nhiều hơn lúc này nữa. Bây giờ chị không đi khám bệnh đúng không? Giờ em chỉ cho chị vô chuyên gia tư vấn đi, người ta sẽ chỉ cho chị mấy cái bài tập á, nhẹ nhàng rèn luyện sức khỏe lại, giống như tập yoga đồ này nọ thí dụ vậy đó, cho nó khỏe người lại. Chứ nhìn thấy chị quải quá à. Giờ sao? Tự nằm đó đi. Thôi thôi thôi, càm ràm hoài nhức đầu quá à. Rồi thôi, bây giờ chị không đi khám mà đi gặp chuyên gia được chưa? Mà em phải tìm một cái chuyên gia nào đó có uy tín cho chị á. Chị yên tâm đi, em sẽ tìm cho chị một chuyên gia tốt nhất luôn. Dạ, chào bác sĩ. Chào em. Dạ, em muốn hỏi là dạo này sức khỏe em càng ngày càng yếu đi. Xương khớp thường hay đau nhất á. Em muốn biết là nguyên nhân tại sao à? Thực tế đó thì cái vấn đề mà em nêu ra trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó, thì thực tế thì bây giờ là rất nhiều bạn nam cũng như nữ ở lứa tuổi trung niên trở lên á, thì cũng hay đặt vấn đề như thế này. Cái điều đầu tiên mình nhận thấy rằng á, là xương khớp á, nó cũng là cái bộ phận vận động của cơ thể, thì nó cũng giống như các bộ phận khác của cơ thể người của mình thôi. Đến một lứa tuổi nào đó thì nó cũng sẽ lão hóa, đúng không nào? Và khi lão hóa thì rõ ràng rằng khi xương và khớp chúng ta bị lão hóa đó, thì cái vấn đề mà sinh xương thì hoặc là sinh ra khớp á, thì nó giảm đi. Nhưng mà vấn đề mà hủy xương cũng như hủy cái lớp sụn ở khớp á, thì nó dần dần tăng lên, làm cho xương khớp mà bắt đầu nó yếu dần đi. Và như vậy mình cảm giác yếu rồi cảm giác đau. Cái đầu tiên mình sẽ thấy là như vậy. Một cái thứ hai nữa, người ta nhận thấy rằng đó là do cái chuyện mà vận động. Người ta nhận thấy rằng nếu như một người mà vận động tốt, ví dụ một ngày chúng ta vận động khoảng thời gian tối thiểu là 60 phút đó, thì nó sẽ tăng thêm cái khả năng chịu đựng của xương, nó làm cho xương rắn chắc hơn và làm cho khớp ta hoạt động dẻo dai hơn. Đó là, thì đó là cái lý do thứ hai. Một cái lý do thứ ba đó, nó còn phụ thuộc vào giới tính. Người ta nhận thấy rằng á, là ở nữ đó thì thông thường cái tỷ lệ mà loãng xương cũng như đau về khớp thì nó nhiều hơn nam. Cái lý do rằng á, là đó là do cái nội tiết tố. Thì ở phụ nữ đó, thì chính cái nội tiết tố sinh dục ở nữ đó, tức là estrogen á, thì đóng vai trò rất là quan trọng trong việc nó hấp thu canxi và nó làm cho rắn, tạo nên cái sự rắn chắc của bộ xương cũng như là của khớp. Đúng không nè? Vậy thì ở phụ nữ mà càng lớn tuổi, đặc biệt là bắt đầu khoảng 40-50 đó, thì bắt đầu cái lượng nội tiết tố dần dần giảm đi. Và đến giai đoạn tiền mãn kinh hay là mãn kinh đó, thì cái lượng nội tố này gần như bằng không. Và lúc này quá trình hủy xương cũng như vấn đề làm tiêu xương đó, nó xảy ra ngày càng tăng lên.
Ngoài ra người ta nhận thấy rằng ở phụ nữ, ở lớn tuổi, ok, cái nam vậy thì nó còn một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà ảnh hưởng đến xương khớp đó, đó là chế độ dinh dưỡng. Người ta nhận thấy rằng là do mình ăn dinh dưỡng, tức là chế độ dinh dưỡng của mình thiếu chất, ví dụ như là chất đạm mình thiếu này, rồi những cái khoáng chất cần thiết cho xương khớp, ví dụ như canxi, rồi phosphor, rồi các vitamin, ví dụ vitamin D3 hay là vitamin K2 chẳng hạn, thì nó cũng không đủ để nó duy trì sự rắn chắc của bộ xương, thì đó là cái nguyên nhân nó làm cho ảnh hưởng đến sự xương khớp của mình. Dạ, vậy bác sĩ ơi, mình có thể có những cái bài tập nào hoặc là mình ăn uống như thế nào để giúp bồi bổ về xương khớp của mình không ạ? Cái điều đầu tiên người ta nhận thấy rằng á, tức là giới y học trên thế giới người ta nhận thấy rằng là cái bộ xương khớp chúng ta đó, để mà người ta dự phòng ở lứa tuổi trung niên và lớn tuổi đó, thì ngay từ còn bé chúng ta phải chăm sóc nó thật tốt. Tức là khi còn bé, ví dụ còn ở tuổi thiếu nhi này hay là tuổi thiếu niên, thì chúng ta làm sao xây dựng được cái bộ xương chúng ta thật là rắn chắc và nó tạo được cái đỉnh tốt nhất của cái bộ xương. Vậy thì việc chăm sóc bộ xương là phải ngay từ bé. Vậy thì điều đầu tiên đó là cái chế độ dinh dưỡng nó phải tốt. Người ta nhận thấy rằng cái chế độ dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng để nó xây dựng nên cái bộ xương và khớp nó rắn chắc cho mình sau này. Cái đầu tiên là trong cái chế độ dinh dưỡng của mình đó, mình phải đảm bảo là hàm lượng chất đạm nó phải cân đối. Vậy chất đạm ở đây thông thường người ta nhận thấy rằng nếu mình ăn không đủ thì rõ ràng là không tốt rồi. Nhưng nếu mình ăn thừa đạm quá thì nó cũng không tốt, tức là vừa phải. Vậy thì chất đạm thông thường ở người trung niên như là bạn vậy đó, thì thông thường một ngày chúng ta có thể tiêu thụ từ 50 đến 100 gram đạm. Có thể mình cân đối thế này nè, với cái lượng đạm đó có thể một ngày bạn tương ứng với khoảng một khứa cá nhỏ nhỏ ha, cộng với một miếng thịt nhỏ nhỏ, tức là khoảng 50 gram cá rồi 50 gram thịt, rồi có thể cộng thêm một quả trứng. Nếu như bạn ngại cái lòng đỏ thì bạn chỉ ăn lòng trắng thôi, đúng không nè, rồi có thể cộng thêm 1-2 miếng đậu hũ chẳng hạn, vân vân, hoặc là cộng thêm 1-2 ly sữa một ngày, thì đó là cái hàm lượng đạm cần thiết cơ thể. Song song lượng đạm đó thì phải rằng cái lượng chất khoáng mà để cho bộ xương á, nó cũng rất là cần thiết, mà cái khoáng mà quan trọng nhất vẫn là canxi. Người ta nhận thấy cái lượng canxi cần thiết là một ngày của mình á, nó dao động từ khoảng 1000-1200 mg. Vậy thì với lượng canxi đó thông thường ta tính thế này nè, nếu mình chỉ uống sữa thôi thì 1 lít sữa một ngày là đủ. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta 1 lít sữa một ngày, đặc biệt là người Việt Nam của mình á, thì rất là khó, đúng không nè. Thì chúng ta có thể là một ngày dùng 1-2 ly sữa khoảng 100 ml, rồi chúng ta cộng thêm những nguồn canxi khác nữa, ví dụ rau ua nè, ví dụ như phô mai nè, rồi ví dụ như là ăn cá. Nhưng mà chúng ta đó, bây giờ chúng ta sử dụng cá bằng cách là chúng ta bỏ xương đó, thì rất là phí, bởi vì người ta nhận thấy chính cái xương cá đó thì nó cung cấp lượng canxi hữu cơ rất là tốt, đúng không nè. Vậy thì mình có thể mình hầm với nồi áp suất, mình ăn được luôn cả cái xương đó đấy, thì nó đảm bảo được canxi rất là đủ và nó cung cấp luôn cả các phosphor nữa. Vậy thì ngoài cái chuyện mà chúng ta cân đối mặt dinh dưỡng này, rồi có thể là cộng thêm cân đối để mà bổ sung cái lượng canxi cũng như là vitamin D3 hay là vitamin K2 cần thiết á, thì chúng ta còn phải chú ý thêm cái phần thứ hai, đó là phần vận động. Người ta nhận thấy rằng cái yếu tố vận động là yếu tố không thể thiếu. Ví dụ người ta nhận thấy ở những người loãng xương đó, thì do vận động ít thì cái độ tốc độ loãng xương cũng như thoái hóa khớp nó diễn ra nhanh hơn. Và khi vì lý do nào đó mà chúng ta bị bệnh xương khớp mà chúng ta lại làm biếng vận động, đúng, bởi vì lần vận động mình sẽ gây đau, rồi có thể gây khó chịu, mình lại lười vận động, rồi lười vận động thì làm cho vấn đề loãng xương và thoái hóa khớp nó lại càng tăng lên, và ta gọi nó là một cái vòng xoáy bệnh lý, có nghĩa là vì cái chuyện loãng xương và khớp nó dẫn đến mình lười vận động, rồi vì lười vận động như vậy nó lại dẫn đến cái chuyện loãng xương và khớp nó lại càng nặng lên. Nó cứ vòng vòng như vậy và làm cho bệnh ta ngày càng nặng. Vậy chúng ta phải cắt đứt cái chuỗi này bằng cách là chúng ta phải quay trở lại vận động. Vậy khi vận động như vậy, thông thường chúng ta phải vận động khoảng 30-60 phút một ngày. Chúng ta có thể chơi rất nhiều cái môn thể thao hay là thể dục hay là vận động gì tùy thích, hay là tùy theo cái ý thích của mình, hay là những cái sở thích, hay là trong cái đám đông nào đó mình tùy để mà mình lựa chọn. Ví dụ người ta nhận thấy rằng là ở những người nam giới hay là nữ giới thì cái việc thuốc lá nè và bia rượu á, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc loãng xương. Người ta nhận thấy là khi ở những người đó thì loãng xương và khớp á, nó dễ xảy ra nặng nề hơn người khác. Rồi ví dụ như uống cà phê, người ta nhận thấy rằng cà phê nó ức chế cái việc hấp thu canxi và có thể ảnh hưởng đến xương khớp. Tuy nhiên nếu một ngày người ta uống 2-3 cử thì không sao, uống nhiều quá thì cũng không tốt. Để đó là cái mà người ta ghi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều cho buổi tư vấn ngày hôm nay.